Em đang nghĩ về chuyện mẹ anh ngăn cấm bọn mình. Anh lại tưởng em nghĩ chuyện gì. Không sao đâu, anh sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy là mẹ anh đã sai. Nhưng mà nếu như mình làm đủ mọi cách nhưng mẹ anh vẫn giữ thái độ đấy thì sao? Vậy giúp anh trả lời câu hỏi này trước nhá. Nếu thực sự là mẹ anh ăn cấm, em có từ bỏ anh không? Vậy thì chỉ cần tin tưởng anh là được. Anh yêu em. Và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Sao tự dưng lại im lặng đi? Nhưng mà mày phải hứa là mày sẽ bình tĩnh cơ. Tao đã bao giờ mất bình tĩnh chưa? Hứa nhá. Đây. Thằng Bách nhà tóm rồi đấy. Nó còn không định cho mày biết cơ. Tại vì sợ mày nghĩ nó ghen ý, nên là Photoshop để dựng chuyện. Ban đầu tao cũng chả tin đâu, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Chả nhẽ trên đời này mấy người đàn ông tử tế đều chết hết rồi à? Lan này, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Dù sao em cũng sắp quay trở về bên đấy rồi. Ngày hôm nay mình nói chuyện thẳng thắn với nhau được không? Từ trước giờ em không phải là đứa thẳng thắn à? À không. Vậy tốt rồi. Chắc là em cũng biết mẹ anh luôn muốn vun vào cho hai chúng mình đúng không? Bác Hoa nói em học xong thì về nhà hàng quản lý giúp bác. Vậy ý em sao? Em là cô gái thông minh, chắc là em cũng nhận ra mục đích của mẹ anh không phải là tìm quản lý cho nhà hàng. Chỉ là mẹ anh luôn hy vọng giữa chúng mình sẽ có một chuyện gì đấy. Anh định chặn mọi ngả đường về của em đúng không? Không, anh không có ý đấy. Nhà hàng luôn chào đón em. Nhưng còn chuyện tình cảm thì... Lan, người anh yêu là Ngọc. Nhưng bác Hoa phản đối mà. Mẹ anh không thể can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của anh được. Nhưng còn em... Em hiểu rồi. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh vì đã chia sẻ thẳng thắn với em. Mình là bạn. Mình là bạn. Cảm ơn em. Em đi nhá. Không cần anh đưa đi thật à? Anh nhìn em có giống mấy cô gái mít ướt không? Em cũng muốn ra ngoài kia để xem chút đồ nữa. Lan này, nhưng mà dù thế nào em vẫn muốn nói xin lỗi. Vớ vẩn, lúc nãy bọn mình cũng đã thống nhất với nhau như thế rồi. Thôi, em đi đây.